Một tô vậy là bao nhiêu chị? Một tô vậy mình bẻ thịt nhiều đi 30 ngàn. Trang ơi, không thể ngờ luôn cả nhà, một tô thịt nhiều 30 ngàn. Thì mình biết sao là chị bán đắt là tại vì bên mày bán quá rẻ. Đây, tô của chị Sáu đây. Chị Sáu hàng cánh. Hết sảy bà bảy luôn. Chào chú anh chị và các bạn nha. Em đang có mặt giữa rừng xoài thì phát hiện một cái quán ăn. Quán nhậu cả nhà, quán nhậu. Nhưng mà quán này là ăn đó nha các bạn, mà muốn ăn muốn nhậu là có đầy đủ nha. Quán nhậu nè, bây giờ chào vô đây khám phá xem đây chị bán món gì nha. Đi ghi hình cô chú ở trên rừng xoài á, rồi sẵn kiếm đồ ăn, đói quá đói rồi. Tại sao mà lạc giữa rừng như thế này, ba bên bốn đường là không có nhà, không có chòi, có chòi nha, có cái chòi. Và bên đây có một cái nhà, giờ phát hiện ra là có một cái quán, và điều kỳ lạ là tự nhiên có một cái nhà và một cái quán mà bán rất là nhiều đồ ăn. Như vậy thì không hiểu tại sao mà vắng hoe vắng hút như gì mà có một cái quán mà bán nhiều đồ ăn, mà trong đây là có bia rượu rồi đồ ăn đồ uống đồ nhậu rồi cà phê trà đường trà đá và rất là nhiều đồ ăn và nhiều đồ uống luôn. Mà đặc biệt bạn ăn biết là điều gì không? Là gà thả gà vườn đâu nghe. Gà thả vườn. Rồi bây giờ mời cả nhà đi vô trong nha. Rồi cùng, mời cô chú các bạn đi vào để mình tìm đồ ăn nha. Không biết là trong đây bán món gì hả bạn ăn? Mình thấy đầu tiên nhất là có được một số lòng heo và có gà. Gà này chắc là anh nuôi ngoài kia anh đem đây nấu bán quá, tại vì mình thấy ngoài rừng dưới gốc cây xài rất là nhiều gà. Mới bán hết luôn ha. Cái này dịch thay gà anh. Dịch thay gà. Cái điều kỳ lạ là cái quán thì rất là kỹ. Rất kỹ ha. Hay để nha. Vô cái tủ đậy kín lại đừng có cho mấy con này nó bay vô. Wow. Cho con gùi nó bay vô. Vậy là con gà không chị? Con gà. Con gà nè. Chị bán mấy con gà gì? Một bè với lại 100 ngàn. Ý là chị bán mấy con gà trong một ngày? Một ngày hả? Ừ. Chắc chừng 2 con gà hả? Trong núi á. Ồ, có gan heo nè. Có lòng luôn. Có lòng, có huyết nè. Đầy đủ luôn. Có đầy đủ. Ở giữa rừng mà có quán thì quá ok các bạn. Rồi bây giờ anh Tài ăn gì? Cho em một tô mì. Mì gà đúng không? Rồi cho một tô có bánh canh luôn phải không? Cho bánh canh đi, ít bánh canh thôi. Dưới lấy cái đùi gà đi. Chắc là nghĩ là gà này ngon lắm. Chị Sáu ăn món gì? Chị Sáu ăn món gì nè? Bánh canh nè, canh gà. Gà là thích ăn khúc nào? Đùi hay cánh hay ức? Thích chọn khúc cái cánh. Cánh rồi. Thích chọn xương xương á. Cánh gà chặt cái chỗ nào xương nhất cho chị? Ở đây xài lò củi của chú anh chị. Đây nồi nước súp đây. Đừng có quay cái nồi nước súp anh ơi. Anh ra anh quay cái ông chặt củi kìa. Dạ. Yeah. Tại sao mà giờ này phải đi chặt củi mới vậy? Sao anh chặt củi nhanh vậy? Củi kia phơi nó không kịp khô. À. Bữa giờ ở đây mưa hả anh? Chạy ra mà nó không khô rồi. Anh đột nghe nói cái chỗ nhà anh có hổng. Đặc biệt ở đây chó nhiều lắm các bạn. Mình quên nói với các bạn là nãy mình đi ngang dòng suối luôn á. Ồ điều kỳ lạ là nước suối chảy dài xuống luôn và ở đây á. Cặp nhà luôn. Ở đây á là lộ ra rất là nhiều đá đẹp á. Hồi nãy là cái chị ở trong đây chỉ có nói là cũng có nhiều người tới đây để tìm như là đá nào lạ lạ đẹp đẹp để về làm đá kiện á các bạn. Thì nãy mình có đi vòng của đó, người ta thì đi tìm đá, nói chung lúc trước mình cũng có đi tìm đá đó. Nhưng mà bữa nay mình thấy cái cây đó. Cái nào bạn nghe? Cái này hả? Cái cây này nè, là mình đi vừa tới mình thấy nó nằm tuốt trong kia kìa nha, chứ không phải nằm ngoài đây nha. Thì thấy kỳ lạ quá, mình hỏi mình xin, không biết là nó là gốc cây gì. Nhưng mà hỏi thì trong đó chủ đất người ta nói là nó tự ở trên núi nó trôi dạt xuống. Chứ nó không phải ở đây, và cũng không biết là gốc cây xài hay là gốc cây gì đó. Mà điều lạ lắm khi mà người ta rồi đó, ta dở lên cho mình nè, nó rất là nặng nha. Nếu mà là cây chầm á, thì nó nhẹ hửng chứ nó không có nặng. Nhưng mà cây này nó nặng dữ lắm. Không biết là cây sao, cây chắc, cây gì đó. Ồ, bữa cái cây có cái hình gì ngộ kìa. Không biết nữa, mình thấy tự nhiên mình thích chơi cây, cái mình gặp cái mình xin hà. Mà cái cây nó lạ lắm là nó đá nó ôm ở phía trong cái cây này luôn nha. Ồ, kỳ gì bán ngăn. Ừ, nè. Đá nó dính vô cây luôn hả? Đá dính vô gốc cây luôn. Là cái gốc cây này trên núi trôi xuống, trôi theo dòng suối này phải không? Nãy bà cô kia bà nói là nó trôi từ trên núi xuống cho nên không biết gốc cây gì. Nhưng mà mình thấy nó kỳ lạ quá nên là mình xin. Nhưng mà không biết sao chút trở về nè, nó nặng lắm luôn. Chắc mình gửi đi, hôm nào mình ghé mình trở về chứ. Không, mất rồi sao? Chàng ơi. Xin rồi, giờ có nặng giờ đi giữa rừng bây giờ là phải chở cái này về đó hả? Vậy là bỏ băng ngăn lại, đúng không? Bỏ băng ngăn lại đây. Còn mình thì tôi vác cái cây này lên trên lưng luôn rồi chở tôi rồi chở cái cây luôn. Ghê vậy. Chứ bây giờ nếu mà để lại mình xin rồi mình để lại cái người ta không biết người ta chặt làm củi đó.
cây này nè. Ôi ơi, cái dây này không biết dây gì, sợ cái dây á. Đây cái dây trắng trắng á, sợ nhiều khi dây của mấy người mộ chôn á. Cái gì? Mộ hả? Mộ quá cái này. Đây cái cây bạn ngăn để vô bờ đi, xe chạy sao? Chưa, mình đang gỡ rác ra các bạn. Chôn mộ hay sao? Thôi mình để cái này qua bên đây đi, rồi chút ăn xong rồi mình sẽ bằng mọi cách mình sẽ trở về nha các bạn. Rồi. Nhà đó, có chỗ cắt không bạn ăn? Hả? Nhà hồi mình, đó mình đi mình thích chơi đá, còn giờ mình thích chơi cây. Không hiểu sao tự nhiên suối vậy khiến. Cây này người ta đâu có xài đâu. Bạn ăn tính làm về làm gì nè? Về làm cây kiểng thôi. Cây làm kiểng cây kiểng. Mình thấy cái này đem về cho nhà mẹ mình làm củi được á. Không, bảy làm cây kiểng. Quý kiểng lắm nha các bạn. Thứ nhất là gốc cây rừng. Thứ hai nữa là điều kỳ lạ nó trôi từ trên núi trên suối trôi xuống. Cái xe bị trôi luôn à. Phía sau lưng bà ngăn là núi dài của chú anh chị. Trôi từ ở trên núi trôi xuống mà đá nó sạt lở, nước suối sạt lở nó trôi xuống nè. Các bạn nhìn coi đá nó trôi mà nó tấp lên như vậy. Hôm trước là nó dữ lắm à, nó mới tấp đá lên tới trên đó thì nước cái lực nước nó rất là mạnh nó mới tấp đá lên vậy. Chứ bình thường đâu có gì. Ở bên cặp nhà của cái quán này nè của chú anh chị cũng có rất là nhiều cái nước lở luôn nè, đá lở luôn nè. Hình như là đồ ăn chín rồi bạn ăn ơi. Bây giờ mình đi vô ăn đi các bạn ơi. Vô ăn đi. Mời cô chú các bạn vào ăn nha, chọn gì ăn đó nha. Giờ đi vô. Ai ăn thì chọn đó nha. Dùng bữa nha. Cái bên nhà của anh chị này có một cái miếu. Chị ơi, miếu này thờ ai chị? Thờ ông ta. Thường á. Anh không có thắc mắc gì đâu, tại vì mỗi khu đất người ta đều có một cái miếu như vậy đó. Để người ta thờ thổ thần. Mỗi một khu đất là đều có, cho nên không có gì lạ với cái khu vực vùng núi hết á. Có nghĩa là mình không lạ nhưng mà khán giả sẽ lạ. Tại vì thì giải thích cho khán giả nghe là những cái khu đất á, là người ta đều có một cái ngôi miếu để thờ ông bà, thờ ông tà hay thờ các chư vị thổ thần thổ địa, cho nên là rất là bình thường. Nên là khi mình đến thì có thể mình xá lại hay mình xin, thì đất nào cũng có chủ, nó chứng tỏ là chủ thôi. Mấy ông thần để ông giữ nhà, giữ đất, giữ ví dụ như làm ăn ta thất bát, ta xin mấy ông thần rồi cho con làm ăn năm nay được trúng mùa, cái là mấy ông độ cho, mấy ông linh lắm. Rồi bạn ăn đi vô trong trước đi. Bây giờ mình giới thiệu khán giả là cái phía này là cái miếu không trôi ha. Miếu thổ thần mà phải không anh? Ngập luôn đó. Miếu luôn hả? Kêu đi vô ăn mà giờ đảo chiếc ga nữa nè. Cái ông chủ quán ông nói nè, nè đá nó trôi bịch lên tới trên đây. Cái này là xếp lên hay đá trôi lên vậy anh? Đá nó trôi lên hay là mình xếp lên? Đá nó trôi lên đây một đống cát vậy nè. Còn cái ô này là đá không luôn. Anh đẩy đá đem vô nhà hết trơn. Trời. Anh ơi. Ủa chị là đá nó trôi vô cho anh để anh sắp được nguyên cái ô phía trong luôn đó hả? Hay quá ha. Ê, mình vô mình coi chị cắt ga kìa. Bởi vì nãy giờ đi vô hai lần rồi đó. Vô không được. Phía này là núi cấm nè cả nhà. Bây giờ mình vô cho chị cắt gà. Bây giờ đi vô xem cắt gà đi chứ đói dữ lắm rồi. Đói gùng tay luôn á chị ơi. Nè. Đói gùng tay rồi đó. Chị chở mồm anh ơi. Đây chị hâm gà nóng nè cả nhà bạn ơi. Cái tô mì này là mình ăn cắm đó phải không? Đồ gà chị. Tô mì là đồ gà. Đồ gà. À, cô chú anh chị cái nồi nước súp chị bán từ lúc mấy giờ mà nồi nước súp lưng quá chị? Bán từ sáng giờ, nồi thứ hai rồi. Wow, ở trong đây vắng gì đâu mà cũng khách nhiều quá hả chị? Dạ trời, mình chạy đi mấy ngày đi mình khách nói nha. Ai đi mình chạy tới đâu mình chạy tới đó. Mình đi giao luôn hả chị? Dạ, giao luôn như rượu bia rồi đó, như ai kêu mồi với thùng dao kéo rồi đó. Giao xa không chị? Tới đâu cũng giao cho. Chàng ơi. Vậy là mình ăn xa gần, mình ăn gần. Giống như vừa bán mà là vừa shipper luôn ha. Dạ. Vừa giao hàng luôn. Dạ. Đây cô chú anh chị đang chuẩn bị những cái phần. Một tô vậy là bao nhiêu chị? Một tô vậy mình bẻ thịt nhiều đi 30 ngàn. Chàng ơi. Dạ. Không thể ngờ luôn cả nhà, một tô thịt nhiều 30 ngàn. Thì mình biết sao là chị bán đắt rồi, tại vì mình bán quá rẻ luôn. Dạ. Tô mì chị cho thêm em miếng gan nha. Dạ, dạ. Cái này trong đây có gan heo không chị? Gan heo, rồi gan gà có không chị? Dạ, chắc hết rồi, quá bữa nào gà. Mình đi với nhà chắc hết. Gà là hết rồi ha. Có gan heo. Dạ, trên đây là có ớt với hành. Nhưng mà chị rất là kỹ nha cả nhà. Có cái tủ rất là dễ thương luôn. Lỡ này mình lấy gan thêm nha. Dạ, miếng thôi. Đi ra ngoài đi hả?
cực muốn chết luôn vậy đó. Dạ. Xa không chị? Đưa tới bà chú trên nhà của chị này chả luôn nè. Rồi rồi. Đây cô chú anh chị, tô 30 ngàn của chú anh chị tin nổi không? Nhưng đó là sự thật. Đây. Dạ tô ba tô để cho ăn hết luôn ha. Dạ. Không, tô em thôi, còn ai ăn thì kêu thêm. Vậy là hai một tô em thôi, tô của em để thêm vài miếng gan được rồi. Dạ. Rồi chị chuẩn tô mì trước thôi cả nhà. Rồi, chị mang bao tay nào sạch sẽ lắm các bạn. Dạ cho em miếng. Trời ơi tô 30 ngàn kìa, chắc gan làm tính tiền thêm. No luôn rồi, bữa nay no luôn rồi. Từ sáng giờ là em có tô bún đó chị. Sáng giờ mình đi đâu vậy? Em đi quay vòng vòng nè, em vô quay mấy bà cô, mấy bà chú ở trong vườn xoài nè. Ở đây có quán cà phê Võng, ở trên này để quán nhậu Kiều Loan. Wow, ngon quá cả nhà ơi. À, mình quay lên vậy thôi chứ cô chú anh chị ở xa chắc không biết được vô đây đâu. Chị đường biết ha. Dạ, đường Bến Bà Chi. Bến Bà Chi. Dạ, đường Bến Bà Chi. Bến Bà Chi khu vực này là thuộc xã gì chị? Xã Lê Trì. Xã Lê Trì. Dạ. Huyện Chi Tôn. Dạ. Bến Bà Chi làm ta biết. Dạ. À, đây tô bánh canh. Dạ, tô bánh canh này mình để huyết không? Tô bánh canh đã huyết không chị ơi? Để huyết này đựng đây gan. Huyết gì? Huyết ha. Huyết heo. Không, huyết heo khỏi không để, không ăn. À. Ăn giùm heo không? Để cho thêm mấy. Không, không. Không ăn heo. Cái tô này nhiều lắm các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình xuống bàn thôi. Đây cô chú anh chị, một tô này 30 ngàn. Mà mình kêu thêm gan. Chắc gan 10 ngàn nữa là 40. Bây giờ mà cả nhà ăn cùng Tài với chị Sáu với bà Ngân nha. Đây, tô của chị Sáu đây. Cánh. Hết sảy và bảy luôn. À, hết sảy và bảy luôn. Đây có từng ớt, từng cà, nước tương. Tô của mình đây. Đây bé gà bẻ ớt chim nè các bạn. Ớt này chim nó trồng phải không? Rồi cảm ơn con. Đây ớt chim đây cô chú. Trên núi mới có nha. Nước suối chảy luôn. Rồi mời cả nhà ăn mì nha. Tô mì quá trời thịt luôn mà có 30 ngàn à. Mà mình kêu gan thêm nè chắc. Gan thêm này nhiêu tiền đó chị? 2 ngàn. Gan thêm này 5 ngàn. Chắc 10 ngàn. Đó, thêm đồ ăn thấy không? Vì bán thêm đồ ăn hoài luôn á. Hỏi sao bán không đắt được. Mỗi dạ. Review qua, review quán này vài bữa nên đắt này. Dạ. Cái gì nó lại là hai bạn review hả? Review là gì? Review. Còn có cái này là chị Sáu là nhà tiên tri. Chuyên gia phát ngôn những cái từ ngữ là không có trên đời này. Đừng có chị biết. À chị biết, chị nói là chị bên anh chị hiểu à. Ủa sao anh đặt là chị Sáu tiên tri? Rồi, tiên tri. Tiên tri những từ mới á. Tiên tri những từ mới. Học giấy. Giấy để lau. Bạn Ngân có thấy cái cái tô này không? Rất rõ. Mà cả nhà nha, ăn miếng gan heo nha. Cứ ăn đi đừng sợ tao không thấy. Tối ngày mì. Không bao giờ bỏ cái chén mì ra được. Ừ. Vậy mà vậy mà còn chưa thành cọng mì nữa. Ừ. Thấy ngon quá. Ngon quá không? Ừ, cái này là kho khâu gà. Đặc biệt là gà vườn nha bà con. Giờ này hơi tối rồi cô chú anh chị. Gà nào không có giường. Ừ. Dai vậy. Gà dai. Gà mình nuôi không bày bày nó mắc hết trơn rồi đó. Ừ. Mắc nó bắt gì bằng ngày xong. Trời ơi. Dai. Nuôi rồi chiều tối không đem vô sao mất chị? Đem vô nó bằng ngày mình lo mình bán thì là nó bắt mình đâu có hay. Trời ơi. Nó bắt bằng ngày cũng mà nó có hay á. Cầm gà dữ chị. Dạ. Bắt bằng cách nào chị? Không biết luôn á. Chị đang bắt đồ em ra bắt. Gà bữa gì đó. Gà bắt mấy chục con với chị. Nước tương con đi kiếm ngoại. Đồ này ăn rất ngon tới mơ luôn á. Wow,
Bà Ngân ăn đi để nguội. Biết nãy ghé đèo sớm sớm. Ừ, đói cũng tài luôn. Kêu lố đốt ít bánh canh. Bữa nay giờ này chiều khỏi ăn cơm luôn. Đó, còn hai con rồi đó, bơ mặn nữa hả? Ủa sao nó chỉ cho em cái đùi mà nó có cái cánh ở đây vậy? Cắt ra cho em. Gì con? Dấu cà. Dấu hả gì á? Ủa cái đùi mà sao nó lại nằm ở trong mấy cánh không vậy? Lộn rồi, lộn rồi. Trả cánh cho bà Hai. Đây đây đưa thịt qua. Nè thịt trả em nè. Ê hai bà đừng giành lộn nhau nha. Hai câu rồi để lộn. Đủ rồi. Đủ rồi đừng như mấy đó chị ơi. Quá chị nhiều rồi. Dữ lắm rồi. Thôi thôi nhiều lắm rồi. Em trả thôi thôi thôi. Ăn không hết, ăn không hết, ăn không hết. Ăn hết rồi chị ơi. Khách đem về luôn á. Tại mình để nóng đó. Quá nhiều rồi. Chị để thôi, chắc chị quên á, rồi để bán thôi, chắc thành nó một tô đâu, thành mấy tô á. Không phải, bán đồ lâu có cho thêm, vậy đó. Bán gì lời không chị? Tất cả là không lỗ hết trơn à. Cái gì là bà để thịt rồi, cái bà quên bà để thịt nữa. Bà thấy mấy chị em mình ghé lần đầu tiên. Lấy mối phải không? Lấy mối. Sao chẳng nguyên một thì luôn. Này lấy mối hay lấy lòng? Chị nói sáng giờ bán hai nồi đó. Gì hả? Ừ. Cũng dữ dằn. Ồ. Vậy là vậy là chị giao giáp núi luôn rồi. Giao giáp núi luôn rồi. Biết sao mà chị bán kẻ gà cho mình không? Hồi nãy chồng chị mới nói là gà bị mất nhiều quá. Cho nên đó bà chị thấy vậy thôi chị rẻ này. Chị bán lại cho mình nghe. Nó mất cũng vậy mà. Ừ, để mất cũng vậy à. Còn hai con nữa là cũng hết rồi đó, hai con còn mơ mà nữa hết. Quay bằng bán luôn ha. Vậy là tự cung tự cấp luôn hả? Rồi. Tại sao mà nó nuôi thêm nữa? Giờ chính cái này nuôi bị mất anh chám từ Tết giờ mà mất 2-3 đợt rồi nuôi gì nữa. Mỗi lần làm mình nuôi bao nhiêu con mà mất? Có đầu gà mình vừa bự lên đó đó vậy đó. Anh nói nuôi cả ngàn con mà. Nó lộn hết trơn rồi. Cả ngàn con gà. Mà ở dưới đây là nuôi là bao nhiêu con? Mà nhà này với nhà chảnh sát bên này, cách đây lên chảnh chưa được 100 mét nữa. Mà ở chảnh nuôi được cũng như này nó được ngay chân mặt lộ. Qua nhà lại nó ăn uống này kia cái nó gặp. Ở đây chị nấu nước súp ngon lắm cả nhà. Vừa ăn. Dạ. Cái gà heo cũng ngon lắm. Nó thơm. Sống mù sống với ăn gà heo. Không phải là ngu mà là chưa từng thử, phải thử mới được. Có thử mà ăn không được mới kỳ kỳ. Phải nói là ăn không được chứ không phải là ngu. Cái này có chén mưa ớt ha. Mưa ớt cái dắt miếng chanh cho chấm nó ngon. Có cái keo mưa ớt rồi. Keo mưa ớt đây nè. Keo mưa ớt bán sẵn cũng được nè. Đúng rồi, gà chấm mưa ớt cũng ngon. Chứ chấm nước tương cái khẩu vị nó không bằng. Cái tô này của em là bao nhiêu tiền vậy chị? Chị báo giá luôn đi cho em gán không ăn. Tô của em 30 ngàn. 30 ngàn. Trời ơi là chèn. Ăn từ nãy tới giờ. Nên bán 30 ngàn mà ảnh còn ra bán gì chị. Nếu mình để thịt nhiều. Cái đồ bán gì giữ thằng nè, giữ thằng ghẻ gì. Quá chèn quá đất cực, cũng quá chịch thịt mà tới nỗi mà mình sợ luôn á. À. Có nghĩa là người dân đây là bán khoảng 15-20 ha. Đúng rồi. Mình lấy thịt ít lại. Hay ta. Cảm ơn. Hết sợi 7 phải không? À. Mới đưa em mà phải ngay chân mà có lúc mà mưa lớn mà lên đây quay kênh cái. Dạ bữa mưa lớn em chạy nè. Nhà anh là nước hang là nước cái từ nó tràn từ bên đó đó mà nó tràn qua tuốt bên kia nè. Nó tràn là nước nó chảy lên bao nhiêu nè. Dưới đất lên bao nhiêu còn trong nhà này là nước ngang đây nè. Vậy sao mà cái miếu ông cổ thần lại không ngập? À, ngập hơn con nữa đó. Ngập nó không trôi. Mà không trôi đá để trôi lung 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 lung. Nhưng mà nhà không có gì hết. Lưu để trong nhà mà còn cuốn nhà trôi luôn. Không có cuốn cái nhà
cũng bán không còn gì hết trơn á. Tràn cái bữa nói chung là không còn. Lấy cái cây sắt làm cái tấm len á, rồi cái đầu anh buộc cái cửa sau lại, còn không buộc lại là anh tràn một cái trong nhà không còn cái gì hết luôn. Vậy bây giờ mình chỉ cắm đầu mình ăn thôi các bạn. Ăn cắm đầu quá. Kéo vô đây nhiều dữ vậy? Các bạn. Đi ra con. Đi ra hết trơn coi. Quá đông rồi. Con cái nó đông chứ nó không có cắn lộn nha. Còn chó khác cái vô dành ăn cắn lộn có khi như là... Khách bay ra ngoài luôn. Đổ bạn. Cô thấy cô biết rồi phải không? Thua. Còn đây chó cho 6 con nó mà nó ăn chung con thao một à. Hả? Anh nuôi thao chó hả? Lớn nhỏ vậy đó, ăn chung thao mà không có con nào tự với con nào. Đi liền, đi liền, nhanh, đi ra ngoài. Đi nhà à? Đi liền. Đi ngoài con. Nghe không, còn nữa đây. Bước ra ngoài đây. Nó sợ. Đi luôn, ra ngoài luôn. La một cái đi, ta 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 không? Võ đồ anh kêu vô, vô cho coi nè. Béo. Có từng tên không anh? Hả? Có từng tên không? Có. Đen đâu rồi? Đen đâu lên tiếng à? Là cái thằng béo ở đây mà kể chuyện ra mặt đóng cửa hả? Đâu rồi, nó nằm đâu? Nó vô kìa. Cho thuê ha. Đây đây, béo ơi. Nhanh đi. Vô biểu kìa. Nhanh đi, vô biểu nè. Chị, con đen giống chó Phú Quốc vậy, nó có cái sọc lưng kìa. Vô biểu nhanh đi. Lai Phú Quốc hả? Ừ. Có Phú Quốc luôn. Vậy là ở đâu đem về đây phải không? Chó huyện đội. Trời ơi. Chó huyện đội luôn. Được thực tập luôn. Đen vô biểu rồi đen, vàng vô biểu. Kêu hai đứa rồi đó. Quy bài này là có thực tập hết trơn nè. Biểu cái đội. Chạy vô. Có chưa từng tên mới được vô. Chỉ có hết. Con này tinh thần. Sao lại? Chưa qua đây. Lộn bên này kìa. Lộn bên này kìa. Qua đây. Chó quân đội nha mấy bạn. Có được thực tập hết trơn nha. Có một đội cho tập huấn luyện gọi trơn rồi. Là lúc ta cho là lớn hay nhỏ? Nhỏ. Ôi ôi. Mà nó có nồi giống. Đàn con chó này nè, nó bệnh hai lần nữa nó chết mới cho gì rồi là nó bệnh có nhân còn mới lớn. Này tỏi phải không? Tỏi nè, tỏi nè, con chó xù đó con hành. Con đó con đực hả? Có lai giống ra chưa? Nó không có đi dưỡng đực được, bị mấy chó kia nó bự hơn trong bầy này nè. Tỏi nè, cái tỏi nè, bằng cây nè. Tỏi nè, tỏi nè, tỏi nè. Rồi cắn nhau đi ra đây. Rồi đi ra hết đây. Nhau. Đi hết nè, vàng, dẫn ra vàng, dẫn ra hết đi vàng. Đứa nào chú chị? Bởi ngay cả máy quơ 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 vòng ấy. Vàng, đi ra. Đứa nào bày? Thằng bự đó, thằng bự đó. Thằng bự vàng đó hả? Đi ra đi ra trang kia. Đi ra trang kia. Nói đi ra là đi ra, mà nói đi vô là đi vô. Biết nghe mà tối á là ngủ một con vậy là hai con nhỏ là ngủ đây, còn con đen đó đó là nó ngủ ở giữa xe, còn con giữa cửa sau. Con là giữa cửa sau, con giữa xe, con đen nữa là giữa xe. Còn con vàng thì ngủ vô cửa, mà con cái cửa đó cửa thì tự nó ngủ bên trên đó. Nó tự nó phân công ra vậy đó hả? Dạ. Còn hai con nhỏ thì nó ngủ ở đây, ngủ vô cửa mà còn con hai con lớn thì ngủ cửa đó. Còn con kia thì ra hè nằm cửa sau. Con đen đó đó, con đó đó là nó ngủ cái này giữ xe. Rồi. Giữ theo cửa con đó mà xe anh chạy tới đâu là nó đi theo giữ đó. Anh đi lên trên núi cho nên xe chạy cho anh chặt đuối phải không? Là đầu nó đi lên tới chả anh, cái nó không đi theo anh, cái xe anh dựng đó là đầu nó vô trong lùm nó nằm chụp đó đó. Đi hả? Mấy em bọc miên đi lên đó, đi sáng mặt nó đi lên. Nó nhào ra. Đầu nó nhào ra cái quả như té xuống. Chọc vậy ha. À mà nó giữ cửa. Giống như chọc vậy ha. À rồi cái một lần đó cái anh chạy anh chỉnh cái xe anh hư. Hư cái anh đi bộ xuống anh bỏ xe chở anh làm nó ở chở một ngày một đêm luôn là nhịn đói luôn nằm trên chở giữ xe anh á. Trời ơi hay vậy mà không có dặn luôn. Không dặn, nó nói rồi là anh kêu đi về nó không đi nó ở lại nó giữ xe đó đó. Một ngày đêm luôn không ăn luôn. Rồi anh đem đồ lên anh sửa xe anh chạy xuống nó mới đi xuống. Khôn dữ vậy chàng, là con chó là anh nói là con chó quân đội cho đó ha. Đi quán đó nha. Là ông chạy xe lên trên núi rồi xe vô tình bị hư. Rồi cái ông mới để chiếc xe đó. Nhưng mà thường ông đi núi là nó đi theo. Rồi nó nằm ở trên đó mà ông kêu nó về, nó không về. Rồi nằm trên đó cả ngày có đêm luôn, ông kêu nó về, nó không về. Tại chiếc xe để trên đó mà. Kêu luôn anh mới chưa lên sửa xe xong. Đi hết 2 ngày. Đèn ơi. Đi là nhỏ nằm trên 2 ngày. Là ở dãy luôn vậy đó hả? Có dặn ngày qua kìa. Tối 2 ngày luôn. Tôi dặn hôm qua đi con tay luôn, ba cái đầu vậy mà nhỏ gắt. Tôi cho người ta nói tôi kêu
Con kêu cho xe hết trơn, nó cho bắt ai xin gì nuôi cho đi mà thấy nó tiếng trò cho chứ. Ăn gì chưa? Nó dòm cho quẩu vậy. Nó tiếng trò là nó dòm mình ăn mắt cho quẩu nè. Tại nhâm cái đũa thuốc rất là ngon. Nhau gần á. Mình cho anh ta biết gì nó nuôi, anh ta học mình sợ nè. Mà nó đâu có chịu đâu. Có lấy cái giấy rồi nè. Bự quá đâu có chịu chị. Trời, ăn hoài không hết luôn các bạn ơi. Hồi đó anh ông gì vợ cũng ông cho con chó bự á mà không sợ anh đem về nuôi được mà giờ còn lại anh đem về nuôi cũng bình thường. Ừ. Anh nuôi mà dốt cột lại á là trong nhà không ai cho nó ăn được mà người lạ cho nó ăn cũng không được luôn, chó nó qua đời rồi chứ chó nó khôn không chịu mấy chó này nữa. Là như cô ấy mà cho thịt nó ăn nha, cô đưa thịt nó ăn nó cũng không ăn luôn nữa, nó gặp chó người ta là nhào ra ăn rồi phải không, còn nó không ăn luôn, mà anh đưa cơm trắng bây giờ nó cũng ăn nữa, anh kêu ăn đây là ăn đó, còn anh không kêu dứt khoát không ăn, nằm đó chờ luôn á. Con chó Phú Quốc với lại chó huấn luyện á là nó gì đó, thì đúng chủ nhân nó đưa nó mới ăn, còn người khác còn đưa có cỡ nào không ăn đói chết còn, đói chịu. Còn này bởi vì tới 6 con rồi nó mới ăn chứ hồi đó một con một rồi dứt khoát nó không ăn đồ lạ của người ta cho. Nó đúng rồi. Nó độc lắm. Còn cái này nhiều con quá rồi nó dành ăn thôi. Mà cho chịu cho một chung một thao một thôi. Chàng ơi. Con nào quấn lộn thì. Chàng ơi. Sao nổi. Con cho bự nó từng người. Chị. Ăn chung một thao rồi nó tự nhường nhau hả? Vậy chị. Dạ. Tô mì của em mà em ăn bây giờ em khóc hoài luôn. Nhiều quá. Nó làm nhiều nhiều thịt. Mà ghẻ quá. Lâm đem về ăn tới ngày mai. Ừ. Thôi bây giờ cái video này cũng dài cả nha. Bây giờ em tắt cái máy nha. Để trên thổi mà em cạp dữ lắm. Sợ xấu cho nên tắt máy trước. Rồi chào cả nhà nha. Chúc cả nhà sức khỏe.